xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Chung Một Vòng Tay ạ. Hôm nay chúng ta đến tham quan chợ Mỹ Tân. Dạ, chợ Mỹ Tân cũng ở khu vực Mỹ Luông, thị trấn Mỹ Luông mình nha cả nhà. Dạ, còn đây là phía bên ngoài đường. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong nha. Nếu có logo chợ thì tôi sẽ quay logo chợ cho cả nhà mình xem. Chợ Mỹ Tân còn có cái tên gọi là chợ Cầu nữa nha cả nhà. Chợ Mỹ Tân thì còn có cái tên gọi là chợ chợ Cầu nữa nha cả nhà. Theo tôi tìm hiểu thì tôi biết là như vậy. Dạ. Bà con vui vẻ quá cả nhà ơi. Dạ đúng rồi, ngày mai là em đăng lên nha, ngày mai em đăng lên TV nha. Chung Một Vòng Tay ha. Dạ. Cái logo em mặc nè. Dạ. Thôi mình đi vào bên trong đi nha cả nhà. Mình đi bên trong mình xem cho bà con mình mua bán. Hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4. Như ngày hôm qua thì tôi biết thì những anh chị đi làm công nhân ở nơi xa về quê, tại vì 30 tháng 4 thì được nghỉ 4 ngày đó cả nhà. Cho nên là ngày hôm qua là có sự kẹt xe cho đến khuya, đến gần sáng luôn. Cho nên hôm nay thì các bạn ấy được về quê để mà nghỉ lễ, thì về quê vui với gia đình. Cho nên chợ tôi thấy bán cũng khá là đông đó cả nhà. Kệ mình đi vào mình xem coi hôm nay chợ ngày lễ thì bà con mình đi chợ đông vui không, mà có những cái mặt hàng gì đặc sản không nha cả nhà. Theo như tôi thấy thì đi đâu mình cũng thấy có cái món bánh tét truyền thống của Việt Nam mình ha. Ở đây thì cũng là những xe chanh muối. Lắm ra
chợ bà con mình cũng bán đủ hết nè, chứ không phải như những cái chợ nhỏ khác. Cái chợ nhỏ khác thì bà con mình ở trong Gia Lòng không có bán rồi cả nhà, đi ra ngoài bán không à, không biết vì sao. Khu vực chính này là chợ cá cả nhà ơi, chân gà. Bán gần hết đồ rồi con ha. Dạ, bán giỏi lắm trời luôn à. Chợ mình nhóm họp lát nữa mấy giờ thì mới về hả cô? Mới tan. 9 giờ là hết người. 9 giờ là tan hả cô ha? Dạ. Thôi mình đi xích xích lại đang đầy xem. Dạ. Cá đồng, dạ đúng rồi. Cá đồng mình thì ở quê mình khỏi chê vậy. Ngon quá cô ha. Sáng giờ bán được nhiều không cô? Sao con thấy còn nhiều quá vậy nè? Tại vì bữa nay lễ nè, cho nên là người ta ăn đặc sản không. Hôm nay lễ không mấy tư rồi, gia đình người ta con em về đó, về nghỉ lễ đó, cho nên là người ta ăn đặc sản không. Rau cải thìa đó nè cả nhà. Nói về quê hương miền Tây mình đó thì rau đồng với lại là cá đồng rồi thì là xuất sắc luôn cả nhà ha, rất là ngon. Tôi đến chợ nào cũng vậy á, thấy rất là ngon. Bởi vì bà con mình trồng được nè, trồng được và săn bắt được đều mang ra bán hết, chứ không có phải du nhập từ đâu hết, cho nên hàng hóa rất là an toàn. Còn cái này là rau sầu đâu nè cả nhà có nhớ đến rau sầu đâu không? Tuy là đắng nhưng mà vị nó rất là ngọt ha. Có đi nữa hay cả nhà, mình đi mình dạo quanh một vòng chợ, xem chợ Mỹ Tân mình, bà con đi chợ nè cũng đông vui nhộn nhịp lắm. Mùa này thì tôi thấy có bơ và mùa dâu, trái dâu. Mấy bé nè được mẹ dắt đi chợ nè, xinh xắn dễ thương không. Ngon quá cả nhà ơi, hàng quá rất là nhiều. Chuối nữa nè. Chợ quê miền Tây mình đó thì là đồ ăn rất là ngon, an toàn nữa, bà con mình trồng được bán được mang ra, trồng được bắt được mang ra bán, cho nên là đồ vừa ngon vừa an toàn nữa. Bánh mì bò sáu gạch bánh, bánh mì bò 5.000 một, có bán cho lộ mày vô bà con có bác ơi. Bánh mì ngọt, bánh mì bơ sữa sầu riêng một bịch 10.000, bánh mì bơ ngon sáu ngàn bịch, bánh mì bự 5.000 ổ, có bán cho lụa mày vô bà con có bắt thôi. Dễ hết dễ thương rồi.
nhiều hàng hóa rất là đẹp đó cả nhà. Chợ Mỹ Xuân mua có gì luôn, hôm qua là biết ngon rồi. Đây cũng có gian hàng bán kênh sẵn nữa nè, cũng tiện cho bà con mình ở trong trong chợ cũng có cơm mà những thức ăn sẵn về cũng tiện quá cả nhà ha. Đấy. Như vậy là bao nhiêu một hộp đây cô? 20. Dạ. Cũng tiện quá chừng ha, tiện cho bà con mình ở trong đây đi chợ. Dạ. Cơm thịt đun nè, miếng nè. Dạ, có chả, có trứng rồi ha, rồi là đủ thứ gì đó là 20 ngàn một hộp. Dạ. Cũng tiện cho bà con mình khu vực chợ đây nè cả nhà. Chợ Mỹ Tân tôi thấy nhỏ gọn nhưng bà con cũng vui vẻ thân thiện cả nhà. Thôi mình đi nữa ha, mình đi mình xem bà con mình là người mua người bán nè. Ở trong đây tôi thấy phía trong nhà lòng chợ cũng thoáng mát rộng rãi, bà con cũng buôn bán đều khắp hết. Còn như những chợ khác thì tôi thấy có nhà lòng nhưng mà cũng không có ai nhóm họp ở trong chợ nhà lòng đó, chỉ ngồi phía bên ngoài. Còn ở đây thì tôi thấy cũng rất là nề nếp cả nhà ha. Đừng làm gì vậy? Quá dạ. Ồ, ngon quá cả nhà. Mua rau mua măng nè chị. Trời ơi, có cái măng lớn quá chừng luôn nè. Măng này hầm giò heo. Măng này là bánh xèo ăn có tí luôn mà. Ủa, bánh xèo măng được đó hả chị? Nhưng bánh xèo ngon lắm đó chị. Dạ hả, em chưa ăn ha, bởi em không biết. Em chỉ biết măng hầm với giò heo á. À, như vậy là mình cũng chiên bánh xèo được vậy. Mình chiên bánh xèo nó có đắng không đắng? Dạ không, măng này là ngon lắm luôn, măng kèm bánh tông mà. Dạ. Không đắng ha. Cô bán cây giống nữa nè cả nhà. Dạ. Bánh bao nè. Rồi đây cô đang đổ bánh xèo cô bán nữa nè. Và gian hàng bánh xèo của cô quay nè. Dạ. À, sáng giờ bán được nhiều không cô? Dạ. 35 ngàn. Trời ơi, cô chợ đổ bánh xèo đây nè. Mấy hả? Đây là cái hộp bánh rất là đẹp á cả nhà. Chợ nông thôn miền Tây mình đó thì là đồ ăn thì cũng rất là ngon mà an toàn đấy nha cả nhà. Như vậy là bao nhiêu tiền một cái lần cô? Các thương thì 2 cái 15, còn các bạn thì 2 cái. Dạ. Bánh xèo chay thì cô bán là 2 cái 15 ngàn, còn bánh mặn thì là 1 cái 10 ngàn nha cả nhà. Dạ. Dạ thưa cô thứ mấy cô? Dạ Út. Dạ cô Út. Cô Út đổ bánh xèo ở chợ Mỹ Tân nha cả nhà ơi. Nếu mà cô có dịp nào đó cô chú anh chị về thăm lại quê hương ha. Chợ Mỹ Tân là quê nơi mình biết đến, thì hãy đi chợ Mỹ Tân nè, có đi chợ Mỹ Tân thì ghé ủng hộ cô Út nha. Bánh xèo cô Út đổ rất là ngon nha cả nhà. Cô làm hai loại, một loại bánh tương,
bánh tương, tức là bánh cha ăn chay đó cả nhà, một loại bánh tương và một loại bánh mặn. À, ngon ha cả nhà ha. À, chợ tuy nhỏ nhưng mà rất là ấm cúng, tình cảm của bà con mình cũng rất là ấm áp, rồi là hàng hóa thì cũng rất là ngon bắt mắt nữa nha cả nhà. Dạ thôi con cảm ơn cô nha. À, con chúc cô thật nhiều sức khỏe bên ngoài bán đất ha cô ha. Dạ hôm nay lễ nè. Hôm nay lễ 30/4 nè cô. Dạ. À, công nhân người ta về người ta nghỉ lễ á, bữa nay với lại ngày mai nữa, rồi là cộng thêm 2 ngày thứ bảy chủ nhật được nghỉ, nó là nghỉ được 4 ngày lận. Cho nên bà con ta về quê đông lắm. Thôi con cảm ơn cô nha, con đi nữa ha cô. Con đi một vòng nữa. Còn đây thì mình thấy có cái hàng này thì cũng đủ thứ hết này cả nhà. À, bánh ú này ha, bánh khoai mì nước dừa nữa nè, ngon quá cả nhà ơi, đủ thứ hết. Qua bên này mình nhìn hàng này. Ngon quá cả nhà, dưa hấu đỏ nữa nè. Cái này là đồ chai nấu sẵn nè cả nhà ơi. À, mình mua về là mình dùng luôn chứ khỏi phải nấu nướng gì cho mất công hết. Rất là tiện cho bà con mình nè. Đó, hàng quá ngon như không cả nhà. À, tôi thấy thì chợ nông thôn miền Tây mình á, ở thường thường thì bà con mình ở trong vòng trồng rất là nhiều thứ rau củ, trồng được và săn bắt được đều mang ra bán, từ cá đồng cho đến rau đồng cái này ha, rất là ngon. Còn đây thì là bánh à, cũng là bánh chuối nè, bánh chuối bánh bò thì... bánh chuối nước dừa với lại bánh bò nước dừa luôn đó nè. Dạ, còn bên kia còn bún xào tương luôn đó nè. Dạ. Đủ hết cả nhà, rồi bánh mì tương đó nè. Dạ. Đèn ơi đủ hết trơn, ngon lắm luôn nha cả nhà. Cái gì đi chị? Em mua bánh bò. Dạ. Nhiêu bọc à? 5.000 hả chị? Cho em mua cái nào ta? Thôi hai mấy mua cái này đi. Bánh chuối nha chị. Dạ. Muốn hộ chị hộp bánh chuối. Dạ. Bò đó nè. Em cảm ơn. Dạ. Chị. Rồi để tắt máy lấy tiền trả chị cô cả nhà. Trời ơi. Tại vì không có nhỏ cháu mà nó quay đâu tắt máy. Dạ. Nó mua xài bộ này kia cho mạnh thường quân á. Dạ. Đây bà chị cũng lại mua bịch bánh nè, em cũng mua bịch bánh nữa cả nhà ơi. Dạ. Thôi em cảm ơn chị nha. Dạ. Em đi nha. Dạ. Dạ. Em chúc mấy chị thật nhiều sức khỏe là buôn may bán đất nha. Dạ. Dạ. Bye bye, tạm biệt nha. Mấy chị vui vẻ dễ thương quá cả nhà ha. Dạ. À, có dịp nào mấy chị cô chú anh chị đi về đi ngang Mỹ Tân nè, ghé vào chợ mua ủng hộ bà con mình nha. Đây cũng là mấy loại rau đồng nữa nè. Còn đây thì là chuối chiên, rồi là nem nướng, đủ thứ. Khu vực phía này thì là chỉ bán đồ ăn sáng thôi. Đó, cô bán chuối nè. Cô bán chuối nè, cô rau 5.000 nè, con tưởng đâu 5.000. 5.000 một ký hay 5.000 một nải cô? 5.000 một ký. Có 5.000 nhưng mà nó nhỏ vậy. Dạ dạ. Còn mấy nải bự là mười mấy ngàn lắm. Dạ. Bởi vậy con nghe 5.000 con tưởng nó đồng giá hết, con quay lại, con trở lại con quay. Như nãy kia, như cái nãy bên kia bự quá trời luôn mày. Thì nhà đông ăn mới hết chứ không thôi ăn không hết. Đó, bởi vậy ăn sao hết được ha. Nhà đông quá ha. Như con mất mình nên con hoặc con ăn biết bữa nào mới hết à. Có mình ăn rồi mình để vô tủ lạnh. Con bọc lên. Dạ. Ngon quá, chợ thấy cái gì cũng muốn mua hết, nhưng mà mẹ đi chợ mẹ mua hết rồi. Em đi quay thôi chứ em không có mua gì, chị ở nhà mẹ
đi chợ sớm lắm, mẹ mua hết trơn. Mẹ ở đâu chị? Dạ em cũng ở đây nè, em cũng ở chợ mới mình nè. Dạ. Dạ. Chở nước ngoài về. Đâu có. Trời ơi, em mừng quá. Chở nước ngoài về quay đặng đem về bỏ trong đây, tụi em cũng mừng đó. Không. Cái này giờ em quay vậy chứ em đăng lên thì nước ngoài cũng coi được vậy. Dạ. Coi được hết trơn á. Dạ. Ở tỉnh nào, ở thành phố nào rồi ở nước nào coi cũng được hết. Dạ. Giờ chị về chị mở chị coi cũng được vậy. Dạ. Mở lên TV coi được hết. Dạ. Cô chú anh chị thấy không, chợ đó, chợ Mỹ Tân tuy nhỏ nhưng bà con mình nó vui vẻ thân thiện lắm cả nhà ha. Dạ, bà con rất là dễ thương hài hòa. Có dịp nào đó cô chú anh chị về thăm lại quê nha, ghé chợ Mỹ Tân ủng hộ bà con mình ha. Thì thôi nãy giờ chợ thì cũng nhỏ thôi, cũng không rộng lớn cho nên mình cũng không có đi nhiều. Dẫu vậy có bao nhiêu đây thôi cô chú anh chị. Có lẽ tôi cũng xin tạm dừng video của mình ở đây ạ. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng tôi trên kênh Chung Một Vòng Tay ạ. Giờ đây xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha. Xin chúc cả nhà mình có những ngày mới. Quay vậy mà mấy người như cái ông đó già mà ông ngồi bán quán lột nướng vậy, có cho tiền ổng không? Lại quay không coi. Đi, để lại quay không coi. Em thì... Ông già ông bán. Lại quay ông già rồi đó, ông bán quán lột nướng rồi, quay quán ông già. Đó chị phá em ha, nói mấy chị nói chị giỡn kìa. Đó, em không thấy không, thấy không đó, phá ta thấy không. Đó phá em thấy không, em đi cho tiền không không tiền ơi, chị hỏi em không biết đường sao luôn nữa. Em đi quay là em đăng lên TV thôi chứ đâu phải em đi quay cái em cho tiền mọi người đâu. Rồi quay tôi đi. Mấy chị vui quá cả nhà. Thôi thì tôi cũng xin tạm dừng video của mình ở đây nha. Xin chúc cả nhà mình có những ngày mới thật là an lành, thật nhiều sức khỏe. Luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ, luôn hạnh phúc bên gia đình, bên những người thân yêu của mình nha. Dạ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.